Đến từ tạp hóa thủy sinh.com thì hôm nay mình vừa về một thùng hàng Chihiro, thì trong này là cái bộ Doxin System của Chihiro, hàng mới nhất từ Chihiro. Và mình nhập về chắc là đầu tiên của Việt Nam luôn nha. Hàng này một số khách hàng đã đặt rồi, về chỉ giao thôi. Đây là cái bình, bộ bình Doxin container ha. Bình này bộ 4 bình chứa, mỗi bình là chứa được 500ml phân nước. Mỗi bình này đều có màu nha các bạn. Nó sẽ cho bạn cái giấy để dán ml lên ha. 4 bình. Là cái dây dung dịch của Chihiro nè. Dây này nó nhỏ, nó khác với cái dây oxy CO2 của mình nha, không giống luôn. Đây là cái bộ Doxin container holder, là cái bộ khay nóc để các bạn bỏ các bình dung dịch chứa dung dịch nước vô để bắt vào tủ nè. Có in chữ Chihiro lên luôn nè, rất là đẹp. Rất đẹp ha. Lấy C2 RGB nè. Đây là nhân vật chính của chúng ta ha. Đây là cái bộ Chihiro Doxin Pump, bộ chăm phân nước tự động đến từ Chihiro. Nó sử dụng app My Chihiro để điều khiển và kết nối Bluetooth ha. Bạn nào muốn kết nối Wi-Fi thì bạn mua thêm cái bộ Wi-Fi Hub của Chihiro để điều khiển nó Wi-Fi từ xa. Mở hộp nè. Đây là cái dán giấy định vị vào tủ để các bạn bắt cái đo cái máy vào vít. Trong này là cái adapter nè. Đây là cái máy của chúng ta. Máy này thì mình thấy ngoại hình thì nó giống con dây bao, nhưng mà nó nhỏ hơn dây bao nha các bạn. Cục này nó nhỏ hơn nè, nó rất là gọn hơn ha. Đây là sợi cáp nguồn. Cái này sử dụng điện 24V nè. Đây là cục nguồn GVE. Thì tất cả các sản phẩm của Chihiro hiện tại bây giờ đều sử dụng nguồn của GVE, cái cục nguồn cái hãng này hãng chất lượng ha. Thì các loại bơm dây bao hay là đèn Chihiro hay các loại đèn ấy thì đều xài cái nguồn này. Nguồn này là 12V nha, 3.5A. Mà sẽ cắm vào cái giác chuyển này, cắm vào máy. Đây, cái giác nguồn ở đây nó làm âm gọn vô đây luôn. Bạn bắt vào tủ, đây trong này có một pin, bạn gắn pin CMOS vào đây để nó nhớ cái cài đặt của các bạn ha. Đây là logo Chihiro, nó khắc chìm vô đây luôn. Trong hộp Chihiro thì chỉ có như này ha. Nó cho bạn thêm cái này là cái lọ để cân chỉnh nè. Mình sẽ tìm một cái đây, cái bộ kẹp giữ ống trăm phân nước này, nó gồm hai miếng ha, miếng kẹp vào hồ và miếng giữ ống nè. Nó sẽ nằm trong cái bộ này luôn, nó nằm trong cái bộ Doxin Tube Holder này. Cái này là ống cứng nha các bạn, nó nhỏ, nhẫn ống này như là 4 ly, ống này là 2 ly, 4 ly nha các bạn. 10m chiều dài là 10m tha hồ các bạn gắn luôn. Hai cái bốn cái đầu giữ ống, 4 đầu là 2 cái nè. Rồi đây là toàn bộ những cái bên mình mới nhập về. Những bộ này
này đã có khách đặt hàng rồi ha. Còn dư 1-2 bộ á, bạn nào cần thì cứ in tư cho mình.